Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 86. Đôi mắt đẹp nhìn về một hướng nào đó. Vèo, thân thể yêu kiều lập tức chạy đi. Nguyễn Thanh Từ chạy liền một mạch tận mấy trăm dặm, phản ứng ở ngực càng ngày càng dữ dội. Cô ấy đang định tăng tốc thì đột nhiên phát hiện ra có nguy hiểm đang ập tới. Nguyễn Thanh Từ chúc mũi chân xuống đất, cơ thể khựng lại nửa nhịp. Xoẹt! Một luồng kiếm khí đáng sợ chém sượt qua người Nguyễn Thanh Từ, mặt đất nổ tung, tạo thành một hố sâu đáng sợ. Xung quanh Nguyễn Thanh Từ xuất hiện ba thanh niên đứng phân tán ở các góc khác nhau. Bao vây Nguyễn Thanh Từ. Cô Nguyễn đi vội vã như vậy làm gì? Ba người chúng tôi đã ở đây cả ngày hôm nay, giờ đang rất cô đơn. Một trong ba thanh niên nở nụ cười ngả ngớn, Mộ Dung Quang tôi đã để ý tới cô Nguyễn từ lúc ở Đài Phong Thần rồi. Không ngờ lại may mắn gặp được cô Nguyễn ở đây. Bao hữu tài tôi vừa gặp đã sinh lòng cảm mến cô Nguyễn. Vệ Đạo Sơn tôi cũng muốn biết hương vị đôi môi đỏ mỏng của cô Nguyễn như thế nào. Chỉ bằng cô Nguyễn ở lại đây chơi với ba người chúng tôi được không? Ba người cười xấu xa. Ánh mắt bọn họ không chút kiêng dè quan sát cơ thể yêu kiều của Nguyễn Thanh Từ. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ trở nên lạnh lùng, vô liêm sỉ. Mộ Dung Quang ưỡn hông về phía trước, cô Nguyễn à, chẳng những tôi vô liêm sỉ mà tôi còn có mang theo một cái cần câu nữa đấy. Cô Nguyễn có muốn chơi thử không? Tự đâm đầu vào chỗ chê tị. Nguyễn Thanh Từ quát khẽ một câu rồi thuất thanh trường kiếm màu trắng như tuyết ra khỏi vỏ, lạnh lùng như băng giá chém thẳng về phía Mộ Dung Quang. Mộ Dung Quang cười phá lên, ồ, nói đùa mà cô Nguyễn làm thật đấy à? Cút! Nguyễn Thanh Từ bổ kiếm, ánh sáng bạc chút xuống, lập tức bao trùm lên người Mộ Dung Quang. Âm, một tiếng nổ lớn vang lên, trên người Mộ Dung Quang xuất hiện một quầng sáng màu xanh triệt tiêu phần lớn sức mạnh của nhát kiếm. Thế nhưng, Mộ Dung Quang vẫn bị đánh bay ra ngoài, xô gáy một thân cây to, mặt mày lấm lem đất cát, đờ đùi cô Nguyễn nóng tính thật đấy. Không biết lát nữa bị tôi hàng phục rồi, liệu cô Nguyễn có nóng bỏng được như vậy hay không? Mồm miệng bẩn thỉu, cút! Nguyễn Thanh Từ trợn mắt, liên tục phung thanh trường kiếm trong tay. Bù! 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 Mấy chục nhát kiếm xé gió chém tới, Mộ Dung Quang hoàn toàn không phải đối thủ của Nguyễn Thanh Từ. Anh ta hét lên cực kỳ thê thảm, thế nhưng, đúng lúc Nguyễn Thanh Từ đang định giết chết Mộ Dung Quang. Hai người còn lại đột nhiên ra tay, sử dụng chiến thuật gọng kìm, tấn công đồng thời từ cả hai hướng trái phải. Sau mười mấy chiêu, Nguyễn Thanh Từ bị rơi vào thế bất lợi. Càng đánh càng tốn sức. Mộ Dung Quang hồi phục được một chút thể lực cũng gia nhập vào trận chiến. Trong nháy mắt, tình thế thay đổi, dưới thế tấn công của ba người, keng một tiếng, thanh trường kiếm bị đánh bay. Nguyễn Thanh Từ bị trúng đòn, ngã xuống đất. Hự! Cô ấy ho ra một búng máu, mất sạch sức chiến đấu. Mộ Dung Quang lau khô máu tươi ở khóe miệng, cợt nhả nhìn Nguyễn Thanh Từ, cô Nguyễn nặng tay với tôi như vậy làm gì? Nếu không nhờ có anh Bao và anh Vệ hỗ trợ thì khéo tôi đã chết trong tay cô rồi. Muốn giết thì cứ giết đi. Nguyễn Thanh Từ nhắm mắt lại. Giết cô ư? Mộ Dung Quang tuét miệng cười một tiếng, giết chết một báu vật xinh đẹp như cô chẳng phải là đáng tiếc quá hay sao? Tôi đã nói rồi. Tôi muốn nếm thử hương vị của cô Nguyễn từ lâu rồi. Nói xong, Mộ Dung Quang bỗng dậm chân một phát, toàn. Bộ quần áo trên người anh ta nổ tan tành. Ôi, anh làm gì vậy? Nguyễn Thanh Từ nhanh tay che mắt lại, cút đi, anh cút đi. May mà cô ấy phản ứng nhanh, không nhìn thấy gì hết. Lại hai tiếng nổ nữa vang lên. Rõ ràng là Bao Hữu Tài và Vệ Đạo Sơn cũng đều đã cho nổ quần áo trên người bọn họ. Thân thể yêu kiều của Nguyễn Thanh Từ hơi run rẩy, cho dù có phải tự nổ tan xác, cô ấy cũng nhất định không để ba người này làm nhục mình. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, nếu như tôi là các người thì hiện tại tôi sẽ cút ngay lập tức. Danh con, là mày à? Mày nghĩ mày giết được Giang Hiêu thì có thể đánh thắng nổi bọn tao à? Gào, tiếng rồng gầm vang lên. Ngay sau đó, Bao Hữu Tài và Vệ Đạo Sơn hét lên hoảng loạn. Đừng! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chạy mô phập, phập, sau hai tiếng động này, tiếng hét im bặt. Có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Nguyễn Thanh Từ còn đang kinh ngạc thì giọng nói lạnh lùng vừa rồi lại vang lên một lần nữa. Chỉ có điều lần này,
giọng nói ấy pha lẫn đôi chút quan tâm, ổn rồi, cô Nguyễn, bọn họ đều đã chết cả rồi. Hả? Nguyễn Thanh từ bỏ hai tay xuống, trông thấy có một thanh niên đứng trước mặt mình. Người này chính là Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, cảm ơn NHTL. Nguyễn Thanh Từ đang định đứng dậy nhưng vì bản thân bị trọng thương. Cho nên chân trượt ngã, xem chừng sắp té ngã tới nơi. Diệp Bắc Minh bước tới, đỡ lấy thắt lưng của Nguyễn Thanh Từ. Đột nhiên, một luồng lực tác động lên tay trái của Diệp Bắc Minh, ngay cả anh cũng không kịp ý thức được có chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu sao, tay trái của anh lại áp lên ngực của Nguyễn Thanh Từ. Lại còn hơi bóp nhẹ một chút, làm ngực cô ấy biến dạng. Nguyễn Thanh Từ sững sờ. Diệp Bắc Minh cũng sững sời. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Bắc Minh dần giật khóe môi, cô Nguyễn, tôi nói là tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra thì cô có tin tôi không? Nguyễn Thanh Từ hơi hé cánh môi nhỏ xinh, con người xinh đẹp thu nhỏ lại. Cô ấy không tin nổi vào mắt mình. Một giây sau, Nguyễn Thanh Từ hét lên với cường độ âm thanh 200 decibel, ái anh. Anh ăn hiếp người khác. Cô Nguyễn, tôi thật sự không. Diệp Bắc Minh đang định giải thích. Đột nhiên, xương Chí Tôn run lên khe khất. Không ngờ nó lại chủ động nhúc nhích, kẹp nhẹ lấy một điểm nhô lên nào đó. Thân thể yêu kiều của Nguyễn Thanh Từ run rẩy như có dòng điện xẹt qua người. Không ngờ vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng cọp. Hức, hức hức. Nguyễn Thanh Từ không nhịn nổi nữa, ôm đầu gối bật khóc. Diệp Bắc Minh vốn luôn quyết đoán, tàn nhẫn khi đối mặt với kẻ thù, lúc này lại lúng túng không biết phải làm thế nào. Anh muốn rút tay ra nhưng không ngờ năm ngón tay lại như bị hút chặt vào ngực Nguyễn Thanh Từ. Không thể rút ra nổi. Thế này là sao? Diệp Bắc Minh lấy làm khó hiểu. Ở trong mắt Nguyễn Thanh Từ thì hành vi vừa rồi của Diệp Bắc Minh chính là anh lại tranh thủ cơ hội bóp ngực cô ấy thêm một lần nữa, anh. Quá đáng, không ngờ anh lại là loại người này. Tôi phải giết chết anh. Nguyễn Thanh Từ quát khẽ. Bàn tay ngọc ngà bóp hờ giữa không trung, thanh trường kiếm rơi dưới đất lập tức quay trở lại trong tay cô ấy, chém về phía tay trái của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vội vàng giơ tay lên cản lưỡi kiếm lại, máu tươi lập tức chảy ra, cô Nguyễn nghe tôi giải thích đã, tôi thật sự không cố ý sàm sỡ cô. Là do tay của tôi bị mất kiểm soát. Tôi cũng không biết thế này là thế nào nhưng nó cứ tự tóm lấy cô Nguyễn. Anh còn nói nữa à? Hừ, Nguyễn Thanh Từ tức bốc hỏa ồ mắt tối sầm lại, ngất xỉu. Diệp Bắc Minh dần giật khóe môi, tiểu tháp, phen này thì hiểu lầm to rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mặc dù tôi không phải là người tốt nhưng cũng không phải là một tên dâu xanh. Ha ha! Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được phì cười, nhóc con à, mặc dù chuyện này không phải lỗi của cậu. Nhưng cậu đừng có được hời rồi còn giả bộ mình là người đứng đắn nữa, hình như ở ngực của cô gái này có một mẩu xương Chí Tôn. Cô ấy cũng có xương Chí Tôn ư? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, đúng vậy. Khúc xương Chí Tôn của cô ấy nằm ngay ở vị trí trái tam mồ. Hơn nữa, các khúc xương Chí Tôn có thể cảm ứng được nhau nên mới bị hút tới chỗ nhau. Diệp Bắc Minh cạn lời, đúng là báo hại tôi thê thảm rồi. Anh cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh Từ đã ngất xỉu, phải làm sao mới tách chúng ra được đây? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười một tiếng, rất đơn giản, chỉ cần cậu điều khiển xương Chí Tôn là được. Không cho nó có phản ứng quá mạnh nữa thì hai người lập tức có thể tách nhau ra. Diệp Bắc Minh ra lệnh trong đầu, kiềm chế hơi thở của xương Chí Tôn lại. Một giây sau, quả nhiên tay anh đã buông lỏng ra được. Cảm giác mềm mại biến mất, Diệp Bắc Minh vận động thử năm ngón tay. Căm ngân châm vào người Nguyễn Thanh Từ. Một lát sau, Nguyễn Thanh Từ từ tỉnh lại, ngay khi trông thấy Diệp Bắc Minh, đôi mắt đẹp lập tức nổi giận, sao anh vẫn còn ở đây? Lẽ nào sự trong sạch của tôi đã? Hu hu! Nguyễn Thanh Từ òa khóc. Diệp Bắc Minh vội vàng giải thích, cô Nguyễn. Tất cả mọi chuyện đều là do sự thu hút lẫn nhau giữa các đoạn xương Chí Tôn mà ra. Trong tay trái của tôi có một đoạn xương Chí Tôn, còn trong ngực của cô chắc là cũng có một đoạn. Đôi bên thu hút lẫn nhau nên mới thành ra như vậy. Tôi phải ngăn chặn sức mạnh của xương Chí Tôn mới có thể buông chỗ kia ra được. Hơn nữa, tôi không hề động chạm gì tới sự trong sạch của cô hết. Anh giải thích liền một mạch xong. Nguyễn Thanh Từ sửng sốt, xương Chí Tôn, tôi không biết anh đang nói gì hết.
Tại sao Diệp Bắc Minh lại biết được chuyện trong cơ thể cô ấy có một đoạn xương chí tôn? Đây là bí mật lớn nhất của nhà họ Nguyễn. Mấy chục triệu năm trước, thứ này đã rơi vào tay nhà họ Nguyễn. Vô số thế hệ con cháu nhà họ Nguyễn đều không thể dung hợp được đoạn xương chí tôn này, mãi tới khi Nguyễn Thanh Từ chào đời, cuối cùng cô ấy mới nhận được sự đồng ý của xương chí tôn. Dung nhập vào trong cơ thể. Tại sao Diệp Bắc Minh lại biết trong ngực cô ấy có một đoạn xương chí tôn? Anh nói dối, Nguyễn Thanh Từ lắc đầu. Diệp Bắc Minh thở dài, cô Nguyễn, tôi có nói dối hay không thì cô cứ thử một lần là biết ngay. Thử như thế nào, Nguyễn Thanh Từ nhướng mày. Diệp Bắc Minh xòe năm ngón tay trái ra. Nguyễn Thanh Từ bất giác lùi lại nửa bước, anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh dần giật khóe môi, cô Nguyễn đừng hiểu nhầm tôi là người xấu, tất cả mọi vấn đề thực sự đều là do xương chí tôn mà ran. Nếu cô không tin thì tôi sẽ đứng yên ở đây rồi ngừng kiểm soát xương chí tôn. Dứt lời, Diệp Bắc Minh lập tức ngừng kiểm soát. Một giây sau, Nguyễn Thanh Từ kinh ngạc phát hiện ra bộ ngực của mình ưỡn lên. Một lực hút rất mạnh hút cơ thể của cô ấy về phía Diệp Bắc Minh. Vị trí của đoạn xương chí tôn ở ngực vừa hay rơi vào lòng bàn tay của Diệp Bắc Minh. Vừa vặn một cách hoàn hảo. Ái, Nguyễn Thanh Từ lại la lên thất thanh một lần nữa. Diệp Bắc Minh cười, cô Nguyễn thấy rồi chứ. Tôi chỉ đứng yên ở đây, chẳng làm gì hết. Tự thân thể của cô bay tới đây, rơi vào tay tôi. Anh còn nói nữa ai? Nguyễn Thanh Từ suy sụp. Cô ấy là gái còn son, hơn nữa còn đã có đính ước với người khác. Sao cô ấy lại có thể tiếp xúc kiểu này với một người đàn ông khác chứ? Diệp Bắc Minh vội vàng kiểm soát xương chí tôn rồi lùi lại mấy bước. Cô Nguyễn, lần này thì đã có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi chứ? Anh! Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ ánh lên lửa giận. Nhưng lại chẳng biết phải chút giận vào yêu. Xem ra vấn đề này đúng là do xương chí tôn gây ra. Hơn nữa Diệp Bắc Minh còn cứu mạng cô ấy một lần. Nhớ giấu kỹ chuyện này, không được phép nói cho người khác biết. Ngoài ra, nếu anh để cho người khác biết, tôi... Cuối cùng, Nguyễn Thanh Từ cũng không buông nổi lời đe dọa Diệp Bắc Minh. Cô ấy dậm chân một cái, tôi sẽ cho anh biết tay. Nguyễn Thanh Từ xoay lưng lại, tim đập rộn lên. Sau đó, cô ấy đi vội vàng như thể bỏ trốn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ngón tay hơi nóng lên. Xương chí tôn lại có cảm ứng. Lần theo chỉ dẫn của xương chí tôn, Diệp Bắc Minh cứ thế đi thẳng một mạch. Cuối cùng, anh tới gần một đầm lầy, động tĩnh đánh nhau ở đằng trước cực kỳ dữ dội. Thần niệm của tháp càn khôn chấn ngục thăm dò thử nơi đó, một người một tháp cùng chia sẻ hiểu biết với nhô. Diệp Bắc Minh nhướng mày, sao cô Nguyễn cũng ở đây? Trong đầm lầy, Nguyễn Thanh Từ đang cầm một thanh trường kiếm trên tay, giao chiến với một con rồng đen dài chừng trăm trượng. Hỏi thừa, trong cơ thể cô ấy cũng có một đoạn xương chí tôn nên đương nhiên là cô ấy cũng được xương chí tôn dẫn đường tới đây rồi. Tháp càn khôn chấn ngục mở miệng, nhóc con, cậu có cảm ứng được không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Lúc này, Nguyễn Thanh Từ đã rơi vào thế bất lợi. Trong lúc tìm kiếm xương chí tôn, cô ấy tới được khu đầm lầy này, vừa mới đặt chân vào phạm vi đầm lầy, cô ấy đã bị rồng đen phát hiện ra ngay lập tức. Sau nửa canh giờ giao chiến, Nguyễn Thanh Từ không thể cầm cự được nữa. Gầm, đuôi rồng màu đen quất tới. Nện mạnh vào ngực Nguyễn Thanh Từ, ù một tiếng, xương chí tôn sáng lên. Đỡ hộ đòn đánh chí mạng này cho Nguyễn Thanh Từ. Hự, thế nhưng, Nguyễn Thanh Từ vẫn bị đánh bay ra ngoài, ho ra máu tươi trên không trung rồi rơi xuống đầm lầy. Đôi mắt của rồng đen trở nên hung dữ hẳn lên, nó lao mình tới, chuẩn bị xóa sổ kẻ xâm nhập. Tiêu rồi. Chẳng lẽ mình sẽ phải bỏ mạng ở đây ư? Nguyễn Thanh Từ cười buồn bã. Ngay khoảnh khắc rồng đen sắp nuốt chửng Nguyễn Thanh Từ, một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ chợt bùng lên. Tiếng rồng gầm thứ hai vang lên. Con rồng đen nhanh chóng quay đầu lại, một thanh niên loài người tung năm đấm, một con huyết long xuất hiện. Gào! Con rồng đen gầm khế một tiếng, hung hăng lao về phía huyết long. Sau tiếng nổ ầm ầm, cả đầm lầy đều bị bốc hơi. Rồng đen bị bắn ra ngoài, ho ra máu, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, sau đó xoay người bỏ chạy. Sao, sao anh làm được vậy nhỉ? Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ tái nhợt, cô ấy tròn mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, con rồng đen này có thân thể chân thần, tôi dốc toàn lực đánh với nó nửa canh giờ cũng không thể làm nó bị thương mảy may.
Vậy mà anh chỉ đấm một phát đã đánh bại được nó rồi ư? Sao anh làm được điều đó? Diệp Bắc Minh không trả lời Nguyễn Thanh Từ, mà đi sâu vào trong đầm lầy khô cạn. Đây là... Diệp Bắc Minh sững sờ, hai trái trứng rồng to như hai vại nước hiện ra trước mắt anh. Đây là... trứng rồng ư? Chắc hẳn đây là tổ của con rồng đen kia, nó sinh được hai quả trứng rồng, giấu dưới đầm lầy này, tháp Càn Khôn. Trấn Ngục nói. Diệp Bắc Minh chợt nảy ra một ý tưởng, liệu trứng rồng có thể ấp nở ra rồng con được không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, e là không thể, bên trong hai trái trứng rồng này đã không còn sự sống nữa rồi. Không tin thì cậu hãy chuyển trứng rồng qua chỗ khác, chắc chắn dưới mặt đất khoảng 3 thước có thứ cậu đang tìm. Diệp Bắc Minh làm theo. Anh bỏ hai trái trứng rồng qua chỗ khác, đào sâu 3 thước đất. Quả nhiên, một bộ xương tay trắng bóng, trong suốt hiện ra trước mắt anh. Từ cánh tay, cổ tay đến 5 ngón tay, tất cả đều có đủ. Chỉ bị thiếu mất một nửa lóng xương ở vị trí ngón giữa. Đúng là xương chí tôn rồi. Nguyễn Thanh Từ kích động reo lên, lê cơ thể bị trọng thương, tập tễnh đi lại chỗ Diệp Bắc Minh. Anh kinh ngạc, đoạn xương chí tôn mà tôi có chính là một phần ngón giữa ổ. Tiểu tháp, đây là trùng hợp ư? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi trầm xuống, chỉ e đây không chỉ đơn giản là trùng hợp thôi đâu, chính. Ngón xương chí tôn đã chỉ dẫn cậu tìm ra cả cánh tay hoàn chỉnh. Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Nguyễn Thanh Từ, cô Nguyễn, đoạn xương chí tôn này. Anh còn chưa nói xong, Nguyễn Thanh Từ đã ngắt lời anh Diệp. Mặc dù xương chí tôn rất quý nhưng rõ ràng nó không có duyên với tôi. Hơn nữa, anh Diệp đã cứu tôi tổng cộng 2 lần, nếu như tôi còn nuôi ý đồ với thứ này thì đúng là không còn nhân tính. Diệp Bắc Minh cất xương chí tôn đi, hai người đồng thời nhìn về phía hai quả trứng rồng. Lần này, Nguyễn Thanh Từ tranh nói trước, rồng là thần thú, vừa rồi con rồng đen kia đã có được thân thể chân thần. Hai quả trứng rồng này vẫn còn chưa nở, nếu như chúng ta mang nó về ấp. Chưa biết chừng sau này lại nuôi lớn được một con rồng thần. Anh Diệp, Thanh Từ có thể xin anh một quả trứng rồng không? Diệp Bắc Minh gật đầu, cô có thể lấy một quả trứng rồng nhưng e là trứng này không thể nở thành rồng thần được. Tại sao vậy? Nguyễn Thanh Từ thắc mắc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đoạn xương chí tôn này chôn sâu 3 thước bên dưới trứng rồng đã hút sạch toàn bộ sức sống trong quả trứng. Mặc dù trông thì có vẻ như tinh khí của quả trứng rồng này vẫn còn dồi dào nhưng thực ra sự sống bên trong đã chết rồi. Hả, không thể nào. Nguyễn Thanh Từ sửng sốt. Không tin thì mời cô Nguyễn xem y. Diệp Bắc Minh đặt tay lên trên quả trứng rồng, ép nhẹ một chút. Rắc một tiếng giòn tan, vỏ trứng nứt ra. Một luồng tinh khí dồi dào phả vào mặt. Nhìn xuyên qua khe nứt của quả trứng, có thể trông thấy bên trong lòng trắng trứng có một con rồng con đã chết. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh Từ giật mình, thật đáng tiếc. Đúng lúc này, ếch, một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Hai con rồng đen khổng lồ lao từ trên trời xuống, trông thấy một quả trứng rồng đã bị nứt vỏ, lập tức rít lên tiếng kêu của dã thú. Âm ầm, trên không trung lập tức xuất hiện mấy ngàn tia sét giáng xuống như thể thiên kiếp. Xen lẫn với chúng là sức mạnh pháp tắc. Một luồng hơi thở hủy diệt ập tới. Đù! Diệp Bắc Minh quát to rồi tiện tay ôm lấy vòng eo thon thả của Nguyễn Thanh Từ, cô Nguyễn, xin phép cô. Nguyễn Thanh Từ hừ khẽ một tiếng, bàn tay vốn ôm ở eo trượt lên trên. Dừng lại ở ngực của cô ấy, cảm giác tê dại lại ập tới một lần nữa. Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ bỗng chốc đỏ lựng tới tận mang tiêu. Dường như Diệp Bắc Minh không hề phát hiện ra chuyện này, trước khi đi khỏi đây. Anh vẫn không quên cất hai quả trứng rồng vào trong chiếc nhẫn chứa đồ. Diệp Bắc Minh dậm mạnh chân một phát, lập tức chạy xa ngàn mét. Quay đầu lại nhìn, anh không khỏi hít sâu một hơi, ôi! Đầm lầy vốn đã khô cạn bỗng chốc cháy đen. Ngay cả không khí cũng bị chôn vùi trong cơn mưa sét, hóa thành hư vôi. Nếu như bị cơn mưa sét đó đánh trúng thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Tiểu tháp, đây là quái vật gì vậy? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề, liệu ông có thể giết chúng không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, e là không thể. Nếu tôi ra tay thì sẽ bị người ta phát hiện ra ngay. Đùi không phải ông nói là cách ngoài 100 thước thì dù có thần hoàng tới đây cũng không thể phát hiện ra ông hay sao, Diệp Bắc Minh phàn nàn.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận trả lời, nhóc con, đó là khi ở bên ngoài. Còn đây là đại lục ngũ hành, là thế giới nhỏ do thần giới ảo ra để tuyển chọn nhân tài. Nói cách khác, từng tấc đất ở đây đều nằm dưới sự giám sát của người điều khiển thế giới này. Đương nhiên bản tháp không thể ra tay ở đây được nhưng bản tháp vẫn còn cách khác. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, cách gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bật ra một chữ, chạy. Khóe môi Diệp Bắc Minh dần giật. Mấy ngàn tia sét đã xuất hiện trên đỉnh đầu, điên cuồng giáng xuống. Diệp Bắc Minh đành phải ôm Nguyễn Thanh Từ chạy tiếp. Dòng dã suốt một ngày trời, Diệp Bắc Minh đều phải chạy trốn thục mạng. Đó là ai vậy? Hình như là một người đàn ông ôm một người phụ nữ trong lòng. Bọn họ chạy nhanh quá nên không nhìn rõ được, sao bọn họ lại bị hai con rồng đen truy sát vậy nhỉ? Vô số người tu võ đều chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng vì tốc độ của Diệp Bắc Minh quá nhanh nên mọi người hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt anh. Đi theo xem thử xem sao. Chưa biết chừng là do người này ăn cắp báu vật của rồng đen, biết đâu chúng ta lại có thể ngư ông đắc lợi. Rất đông người tu võ sáng mắt lên, nhanh chân đuổi theo. Cùng lúc này, ở trong một vùng sơn cốc, hai người Trương Vân Phi và Từ Ngạo đang nghỉ ngơi. Vì bọn họ đã che chở cho mấy trăm người ở vòng trước nên giờ chỉ cần ngồi không một ngày cũng vẫn có hơn 1 triệu điểm tích lũy. Nói cách khác, cho dù hai người bọn họ chỉ ngồi ở đây suốt 1 tháng, bọn họ cũng vẫn sẽ qua ải. Trần Vạn Lê bảo chúng ta giết Diệp Bắc Minh, hứa hẹn sẽ cho chúng ta vào tông môn của ông ta, anh tính sao? Từ Ngạo lên tiếng. Ánh mắt của Trương Vân Phi không rõ là buồn hay vui, thực lực của tên nhóc này khá mạnh, chúng ta cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Từ Ngạo chợt nảy ra một ý, hay là lợi dụng những người ở bên cạnh cậu ta xem sao? Đúng là một cách hay, Trương Vân Phi khẽ gật đầu. Đột nhiên, tiếng xé gió rít lên trên đỉnh đầu, sau đó một bóng người nhanh chóng lướt qua. Thứ gì vừa bay qua vậy nhỉ? Từ Ngạo ngẩn người. Một giây sau, hai con rồng đen kéo theo những tia sét đáng sợ bay tới. Thân thể cả hai người đồng loạt cứng đờ, đù. Chạy mau. Hai người vừa mới chạy ra khỏi sơn cốc. Trời sập đất nứt. Toàn bộ sơn cốc sau lưng đều bốc hơi. Trương Vân Phi hoảng sợ kinh hồn bạt vía nhìn về hướng mà hai con rồng đen đang đuổi theo, nuốt ực một ngụm nước bọt, có chuyện gì vậy nhỉ? Từ Ngạo thở hổn hển, không biết, đi nào, bám theo xem sao. Cùng lúc đó, ở cách nơi này mấy trăm dặm, một cô gái mặc áo trắng cau mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cô gái này chính là Lạc Khuynh Thành. Đôi mắt cô gái khẽ chuyển động, có người chọc giận Giới Long Vương ư? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con người lóe lên một tia sáng màu vàng, nhìn về phía trước. Là cậu ta ư, Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành ngẩn người, khóe môi không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, đúng là chúa gây họa mài. Lúc này, trên không trung của đại lục ngũ hành đang diễn ra một cảnh tượng kỳ dị. Một bóng người điên cuồng bỏ chạy thục mạng ở đằng trước, hai con Hắc Long Vương điên cuồng truy sát theo xô. Dòng dã 7 ngày 7 đêm. Thậm chí Diệp Bắc Minh không có cơ hội dừng lại để uống một ngụm nước. Hai con rồng đen sau lưng tỏa ra hơi thở điên cuồng. Trong vòng 7 ngày, Diệp Bắc Minh gần như đã chạy khắp một vòng quanh đại lục ngũ hành. Những người tu võ đi theo hóng chuyện đã xếp thành cả một hàng dài, thậm chí quên luôn cả chuyện săn giết yêu thú, ma thú để kiếm điểm tích lũy. Tiểu tháp, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Con người của Diệp Bắc Minh đỏ hồng. Anh bị truy sát liên tục suốt 7 ngày, thậm chí không thể đánh trả lại. Chưa bao giờ anh phải chịu cảnh ấm ức như thế. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nhóc con, giờ chỉ còn cách là tìm ra một chỗ có thể ngăn cản đòn tấn công của rồng đen thôi. Mấy ngày nay, bản tháp đã thăm dò toàn bộ đại lục ngũ hành rồi nhỉ. Nơi này là một mảnh vỡ của chiến trường thần giới năm xưa. Ở đây có một vài hang động do cuộc chiến giữa các vị thần gây ra. Cậu trốn vào trong đó có thể tạm thời ngăn cản sự truy sát của rồng đen. Diệp Bắc Minh vui mừng, tốt quá, nó ở đâu? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, cách 700 dặm về phía Bắc. Diệp Bắc Minh không chút do dự. Lập tức chuyển hướng, phóng thẳng về phía Bắc, cậu ta đi về hướng Bắc rồi. Đi nào, tôi muốn xem rốt cuộc người này là yêu. Những người tu võ bám theo sau lập tức chuyển hướng. 15 phút sau. Một ngọn núi tuyết đồ sộ hiện ra trước mắt. Cuối cùng bóng người kia cũng dừng lại, mọi người tập trung nhìn thử. Lập tức sửng sốt. Đùi là Diệp Bắc Minh Hồ.
Là cậu ta ư? Sao lại có thể là cậu ta được? Mọi người sửng sốt. Trương Vân Phi và Từ Ngạo ngẩn người, không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên, Diệp Bắc Minh ư? Chuyện này là sao? Hai người liếc nhìn nhau. Lại không hẹn mà cùng đồng thanh đáp, tôi cũng không biết. Một giây sau, Từ Ngạo bật cười, mặc kệ chuyện này là thế nào, ít ra thì tình huống này cũng có lợi cho chúng ta, đúng không? Trương Vân Phi ngẩn người rồi sực hiểu ra. Anh ta gật đầu, cười, đúng vậy. Nếu như tên nhóc này bị rồng đen giết chết thì chẳng cần tốn sức cũng vẫn hoàn thành được nhiệm vụ mà thần sử Trần Vạn Lê giao chôn. Tên nhóc này đúng là chán sống rồi, con rồng đen này là giới long vương của đại lục ngũ hành, chịu trách nhiệm bảo vệ đại lục ngũ hành. Vậy mà cậu ta lại dám động tới nó ư? Chúng ta chỉ cần chờ ở đây xem rồng đen đánh sập ngọn núi tuyết, giết chết tên nhóc này là xong. Ở một hướng khác, hầu tử cũng đã nhận ra Diệp Bắc Minh. Anh ta không khỏi trố mắt ra nhìn, mẹ kiếp, người vừa rồi là, anh Diệp ư? Có chuyện gì vậy nhỉ? Anh Diệp cướp Nguyễn Thanh Từ, bị hai con rồng đen truy sát à? Hầu tử lộ vẻ sùng bái ra mặt, anh Diệp siêu thật tị. Mạc Đình Đình chạy tới, lo lắng hỏi, anh Vương, chủ nhận có bị nguy hiểm không? Hầu tử cười xấu xa, hê hê, anh Diệp không bị nguy hiểm gì đâu. Tôi đoán là anh ấy cướp cô em Thanh Từ này nên mới làm rồng đen phẫn nộ thôi. Hầu tử, đừng nói lung tung. Long Khuynh Vũ và Chu Nhược Giai chạy tới, hai người cũng nhìn thấy rồng đen trên đường nên đuổi theo tới đây. Hầu tử thấy Chu Nhược Giai tới, lập tức không còn dám cười đùa nữa, chị dâu tới rồi đấy à, em chỉ nói đùa thôi. Anh Diệp rất yêu chị, sao anh ấy lại để ý tới cô gái nào khác được chứ? Chắc chắn là anh ấy chỉ chơi bời qua đường thôi. Được rồi. Chu Nhược Giai nhướng mày, tôi không quan tâm anh ấy có bao nhiêu người phụ nữ, hiện tại tôi chỉ lo lắng cho an nguy của anh ấy mà thôi. Hầu tử bật ngón tay cái, chị dâu à, anh Diệp thật là hạnh phúc. Trong lòng Long Khuynh Vũ chợt nảy sinh tâm tư. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, Long Khuynh Vũ à, mày đang nghĩ lung tung gì vậy? Sao mày và anh Diệp lại có thể có gì được chứ? Mau nhìn kìa, anh Diệp đưa cô Thanh Từ vào trong một cái hang rồi, không phải là định động phòng đấy chứ, hầu tử còn châm thêm dầu vào lửa. Cậu ngậm miệng lại đi. Ba người Chu Nhược Giai, Mạc Đình Đình, Long Khuynh Vũ đồng loạt trừng mắt nhìn hầu tử. Hầu tử cười xấu hổ, tôi chỉ nói chơi chút thôi mà, nói chơi chút thôi mà. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh ôm Nguyễn Thanh Từ đứng ở cửa vào một chiếc hang. Hai con rồng đen thấy vậy không dám tới gần. Chỉ quanh quẩn trên không trung, điên cuồng gầm lên, nhưng không dám xông tới. Diệp Bắc Minh buông Nguyễn Thanh Từ ra, cô Nguyễn, xem ra chúng ta an toàn rồi. Ồ, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ đỏ bừng, cô ấy gật đầu, cảm ơn anh Diệp, anh đã cứu tôi 3 lần rồi. 7 ngày qua, hai người liên tục bỏ chạy, hơn nữa, Diệp Bắc Minh còn ôm Nguyễn Thanh Từ. Dù cho trong 7 ngày này, hai người không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nhưng, tâm thái của Nguyễn Thanh Từ đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất là trong 7 ngày bỏ chạy thục mạng vừa qua, Diệp Bắc Minh chưa từng nghĩ đến chuyện vứt bỏ cô ấy. Chắc chắn rất nhiều đàn ông không thể làm được điều này. Diệp Bắc Minh không hề để ý thấy ánh mắt ngọt ngào của Nguyễn Thanh Từ, chỉ tập trung quan sát hang động chỗ này. Cũng không tồi, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp. Được, tôi nghe theo anh. Nguyễn Thanh Từ mỉm cười, gật đầu. Hệt như một cô vợ vâng lời. Diệp Bắc Minh ném cho Nguyễn Thanh Từ 2 viên đan dược, còn mình thì ngồi ở cửa hang, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Ở bên ngoài, trên đài phong thần, bọn Trần Vạn Lê đứng yên lặng trước một màn hình thủy tinh khổng lồ. Trên màn hình đang hiển thị mọi chuyện xảy ra ở đại lục. Ngũ hành. Trần Vạn Lê sầm mặt lại, tên nhóc này thật may mắn, không ngờ cậu ta lại tìm được hang động có từ thời chiến tranh giữa các vị thần thời thượng cổ. Đột nhiên, Lạc Khuynh Thành chợt hoàn hồn, chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy? Cậu ta chỉ là sư đệ ở một kiếp luân hồi của mình mà thôi, mình quan tâm cậu ta như vậy làm gì? Cứ hành động theo kế hoạch, chỉ cần tìm được thứ kia là đã không uổng công đi chuyến này rồi. Bóng dáng Lạc Khuynh Thành biến mất. Giới Long Vương sợ hơi thở của cuộc chiến giữa các vị thần nên không dám tới gần. Nhưng bọn ta đã thăm dò hang động đó rất nhiều lần rồi, trong đó không có gì hết. Sớm muộn gì mày cũng phải chui ra thôi, chờ tới ngày mày chui ra, ngày hôm đó sẽ là ngày chết của mày.
đằng sau đám đông, Vương Nguyên và Ngư Thất Tình nhìn về phía màn hình lớn, chị Thất Tình, lần này cậu Diệp lành ít dữ nhiều rồi phải không? Nhưng dù cậu ta có vẫn lạc cũng không thiệt thòi gì, ít ra đã có một người đẹp như Nguyễn Thanh Từ chôn cùng cậu ta. Dù có làm ma thì cậu Diệp cũng vẫn tha hồ phong lưu. Ngư Thất Tình hơi bực bội, anh đừng nói nữa. Im lặng đi. Vương Nguyên rụt cổ lại. Đột nhiên, ui. Toàn bộ đài phong thần rung lắc dữ dội, một giây sau, một thế giới mở ra. Hai thanh niên đi từ trong đó ra, một người sắc mặt bình thản. Một người mắt đỏ hồng, hơi thở tàn bạo trên người bốc cao tới tận trời. Giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, tất cả thần sử đang có. Mặt ở đây đều biến sắc như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Em trai tôi chết thật rồi ư, bị người ta giết chết ở đài phong thần ư. Giọng của người đàn ông có đôi mắt đỏ hồng khàn khàn, ánh mắt nhìn chăm chằm vào một vị thần sử, Trần Vạn Lê, lúc đó ông cam đoan với tôi thế nào hả? Một đợt sóng khí màu đen ập tới, đập mạnh vào người Trần Vạn Lê. Trần Vạn Lê hoàn toàn không có cơ hội né tránh, sóng khí đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Hự! Trần Vạn Lê không nhịn được phun ra một búng máu tươi, bản ra ngoài như một con chó chết. Ông ta đập dầm một tiếng thật mạnh xuống đất nhưng không dám chần chừ dù chỉ một giây, lập tức bò trở lại như một con chó chết. Quỳ gối dưới chân người thanh niên kia. Huých, huých, huy khổ. Điên cuồng dập đầu. Giang sư huynh, chuyện này thực sự không thể trách tôi được, là do Giang Hiêu giết người trước mặt mọi người ở trên. Đài phong thần. Vốn tôi muốn sai thần sử tạm thời bắt cậu ta lại rồi sau đó sẽ lén lút thả ran. Không ngờ tên phế vật Diệp Bắc Minh lại ra tay ngay trước mặt mọi người, thẳng tay giết chết Giang Hiêu, Trần. Vạn Lê vừa dập đầu vừa giải thích. Khóe mắt Giang Nhiên dần giật, cho nên, ý ông là em trai tôi chết là đáng phải không? Trần Vạn Lê thầm than hỏng rồi. Ngay khi ông ta ngẩng đầu lên, ông ta lập tức đối diện với đôi mắt có thể giết chết người khác của Giang Nhiên. Không, 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 ý tôi không phải vậy, Trần Vạn Lê điên cuồng lắc đầu. Một luồng sóng khí nữa lại đập tới. Cơ thể Trần Vạn Lê kêu rắc một tiếng vang giòn rồi lại bị bắn ra ngoài một lần nữa. Ông ta la lên cực kỳ thảm thiết, thần cốt của tôi. Thần cốt nát rồi, thần cốt của tôi nát rồi. Cảnh giới của ông ta rơi thẳng từ trên cảnh giới chân thần đỉnh phong xuống cảnh giới chân thần sơ kỳ. Ông sủa thêm một câu nữa xem, Giang Nhiên nói. Trần Vạn Lê như bị bóp nghẹt cổ họng, không hít thở nổi. Ông ta không dám trách cứ Giang Nhiên nên đành chút hết mọi nỗi oán hận lên đầu Diệp Bắc Minh. Nếu như không tại cậu thì sao tôi lại thê thảm như thế này? Diệp Bắc Minh, cậu sẽ không được chết tử tế đâu. Lúc này, thanh niên đi cùng với Giang Nhiên tới đây thản. Nhiên nói, Giang sư huynh, người chết rồi không thể sống lại được. Cho dù anh có giết chết tên phế vật Trần Vạn Lê này cũng chẳng ích gì, điều chúng ta cần làm bây giờ là báo thù cho em trai anh. Trần Vạn Lê vừa ho ra máu vừa điên cuồng gật đầu, đúng, 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 sư huynh cửu kiêu nói rất đúng. Giang sư huynh, anh có giết tôi thì Giang Hiêu cũng không thể sống lại được. Chỉ bằng anh cứ coi tôi như là một quả giảm, giữ sức lại mà giết chết tên khốn Diệp Bắc Minh kiều. Cửu kiêu mỉm cười, nhắc nhở, có rất nhiều người đang nhìn đấy. Cẩn thận một chút. Giang Nhiên đành phải nuốt cơn giận tột độ xuống, khẽ gật đầu, được. Con ngươi lạnh giá của anh ta nhìn Trần Vạn Lê, thăng danh Diệp Bắc Minh đó đâu rồi? Cậu ta đang ở đâu? Trần Vạn Lê như thể được đặc xá, dẫn hai người tới trước màn hình thủy tinh. Ông ta chỉ tay vào màn hình nói tên phế vật này chính là Diệp Bắc Minh. Đôi mắt của Giang Nhiên lập tức khóa chặt thanh niên trên màn hình. Cửu Kiêu đứng bên cạnh chỉ nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh rồi đột ngột tập trung nhìn vào Nguyễn Thanh Từ đứng bên cạnh. Con người của anh ta đột ngột thu nhỏ lại, đùi kia là vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê. Mọi người sững sờ. Nguyễn Thanh Từ là vị hôn thê của Cửu Kiêu. Đùi đù. Đù má, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đó. Tại sao vị hôn thê của tôi lại đi cùng với cậu ta? Cửu Kiêu như thể nổi điên. Xông tới chỗ Trần Vạn Lê, túm chặt cổ ông ta. Trần Vạn Lê gần như ngạt thở. Đôi mắt Cửu Kiêu đỏ bừng, anh ta quát ầm lên, nói đi. Ông mau nói đi. Tại sao vị hôn thê của tôi lại đi cùng với cậu ta? Hơn nữa còn trai đơn gái chiếc ở chung trong một hang.
Có phải bọn họ đã làm gì rồi không? Nói mau, mẹ kiếp, ông mau nói đi. Thấy Cửu Kiêu đột nhiên nổi điên. Tất cả mọi người đều sợ điếng người. Khóe môi Giang Nhiên dần giật. Thế mà anh còn bảo tôi phải chú ý à? Thế anh thì sao? Trần Vạn Lê trợn ngược mặt, thở không ra hơi, sư huynh Cửu Kiêu. Tôi, khụ khụ, tôi không thở được. Đù. Cửu Kiêu nhấc bổng Trần Vạn Lê lên rồi ném mạnh xuống đất, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nếu như ông không giải thích rõ ràng, tôi sẽ giết cả nhà ông. Trong mắt của Cửu Kiêu gần như nổ tung. Trần Vạn Lê nằm dưới đất thở thoi thóp trả lời, sư huynh Cửu Kiêu, tôi cũng không biết bọn họ đã làm gì hay chưa. Điều duy nhất tôi biết là Diệp Bắc Minh ôm theo cô Nguyễn, bị giới Long Vương truy sát. Ôm liền suốt 7 ngày trời. 7 ngày. Con người của Cửu Kiêu thu nhỏ lại, ở trong mắt anh ta, ngoại trừ hung dữ và tàn bạo ra thì không còn gì khác. 7 ngày. Dù cho hai người không làm gì nhưng chỉ ôm nhau 7 ngày thôi cũng đủ làm anh ta phát điên. Chết, 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 tôi muốn cậu ta phải chết, Cửu Kiêu còn điên cuồng hơn Giang Nhiên vừa rồi. Cùng lúc đó, trong hang động ở Đại Lục Ngũ Hành, Diệp Bắc Minh đã gần như hồi phục hoàn toàn, anh ngẩng đầu lên nhìn con rồng đen ở bên ngoài, không thể cứ tiếp tục như thế này được, tiểu tháp, ông có cách gì đánh lại bọn chúng không? Hiện tại tôi không phải là đối thủ của hai con rồng đen này, nếu như có kiếm càn khôn chấn ngục ở đây thì tốt. Ít ra còn có sức đánh với bọn chúng một trận. Tháp càn khôn chấn ngục nói, nhóc con, thực ra vẫn còn một cách. Ồ, cách gì? Diệp Bách Minh ngạc nhiên, lập tức hỏi lại. Tháp càn khôn chấn ngục nói, nhóc con, cậu đừng quên trong tay cậu có một đoạn xương chí tôn. Hơn nữa, nó còn là một đoạn xương tay hoàn chỉnh. Chỉ cần cậu dung hợp nó thì con rồng đen này không phải là đối thủ của cậu. Diệp Bách Minh nhướng mày, làm luôn bây giờ ư? Tôi chỉ dung hợp một đoạn xương chí tôn ngắn thôi cũng đã mất tới nửa năm, nguyên cả một cánh tay thế này chắc có nhanh cũng phải 4, 5 năm mới dung hợp được ấy chứ. Tháp càn khôn chấn ngục nói, chuyện này thì cậu không cần phải lo, cậu đã dung hợp xương chí tôn một lần rồi. Lần này dung hợp toàn bộ cánh tay sẽ xong nhanh thôi. Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ một chút, xem ra cũng chỉ còn cách này mà thôi. Anh liếc nhìn bên ngoài. Người thu võ tụ tập dưới chân núi tuyết càng ngày càng đông. Anh nói cho Nguyễn Thanh Tử biết dự định của mình, cô Nguyễn, tôi muốn dung hợp xương chí tôn nhưng hiện tại ở đây có quá đông người. Để tránh những rắc rối không cần thiết, tôi muốn tạm thời phong tỏa cửa hang. Nguyễn Thanh Tử gật đầu, được. Diệp Bắc Minh lập tức ra tay, khắc lên cửa hang mấy phủ văn. Sau đó, anh lăn thêm một tảng đá to ra bịt kín cửa hang lại. Trong đám đông. Hầu tử giật mình, ôi trời, sao anh Diệp lại bịt cửa hang lại vậy? Chẳng lẽ hai người họ định động phòng thật sao? Cậu ngậm miệng lại đi. Ánh mắt của ba người Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mặc Đình Đình gần như có thể giết người. Cùng lúc này, trước màn hình thủy tinh, Cửu Kiêu nhìn thấy cảnh này xong lập tức nổi điên, quát lên, cậu ta đang làm gì vậy? Đùi, tại sao cậu ta lại bịt cửa hang lại? Cậu ta muốn làm gì? Lẽ nào tên danh này biết mình chết chắc rồi nên bất chấp tất cả, định ra tay với Thanh Tử. Nghĩ đến đây, Cửu Kiêu không thể nín nhịn nổi nữa, mở Đại Lục Ngũ Hành ra cho tôi muốn vào đói. Giang Nhiên kéo anh ta lại, nói vội, Cửu Kiêu anh bình tĩnh chút đi. Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Đó là vị hôn thê của tôi, Cửu Kiêu gào lên. Nếu như Nguyễn Thanh Tử xấu xí thì thôi, cùng lắm thì thay một người phụ nữ khác. Nhưng, Nguyễn Thanh Tử thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm người ta ngạt thở. Cho nên, khi nhà họ Nguyễn ngỏ ý thông gia với nhà họ Cửu, Cửu Kiêu nhìn thấy dung nhan của Nguyễn Thanh Tử trong lưu ảnh thạch xong lập tức đồng ý ngay. Hiện tại, anh ta lại phải trơ mắt nhìn cô gái mình thích ở chung một phòng với người đàn ông khác. Thử hỏi làm sao Cửu Kiêu chịu đựng được. Giết, 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 tôi muốn giết cậu ta, Cửu Kiêu lẩm bẩm luôn miệng. Giang Nhiên buông Cửu Kiêu ra. Lạnh lùng nói, anh nhìn lại dáng vẻ của mình đi, vì một người phụ nữ mà anh thành ra như vậy thì sao có thể làm nên nghiệp lớn được. Anh muốn tới Đại Lục Ngũ Hành chứ gì? Vậy anh đi đi, tôi không ngăn cản anh nữa. Nhưng anh phải ghi nhớ ước định giữa các đại tông môn. Nếu như anh làm trái với quy định, đi vào trong Đại Ngũ Hành thì anh không cần tôi phải nói cho anh bía của anh sẽ là gì đâu đúng không?
Dù cho cô ta có đẹp đến đâu nhưng anh sẵn sàng chôn yền đồ của bản thân chỉ vì một người phụ nữ thôi ư. Giang Nhiên nói xong, quả nhiên Cửu Kiêu tỉnh táo lại. Dù Nguyễn Thanh Từ rất đẹp nhưng vì cô ấy mà chôn vùi tiền đồ của mình thì đúng là thua thiệt. Hơn nữa, chưa biết chừng Nguyễn Thanh Từ đã bị Diệp Bắc Minh. Vì một món đồ rách nát mà chôn vùi tiền đồ của mình thì lại càng lỗ vốn. Lúc này, Cửu Kiêu chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là bắt Diệp Bắc Minh phải chết. Có cách nào làm cậu ta chết không? Hay có cách nào lập tức truyền tống người ở trong đại lục ngũ hành ra đây không? Cửu Kiêu bước tới trước mặt Trần Vạn Lê, túm cổ ông ta. Trần Vạn Lê khóc không ra nước mắt, ông ta run lẩy bẩy giải thích, sư huynh Cửu Kiêu, đại lục ngũ hành sẽ mở trong vòng một tháng, không thể kết thúc sớm hơn được. Hiện tại, Diệp Bắc Minh trốn vào trong hang, rồng đen không dám vào trong đó. Vậy chỉ có một cách, đó là ép cậu ta ra ngoài. Ánh mắt Cửu Kiêu u ám, phải làm sao mới có thể ép cậu A ra ngoài? Trần Vạn Lê ngẫm nghĩ một chút, nét mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tôi nhớ ra rồi, Diệp Bắc Minh có rất nhiều đồng đội cùng nhau tới đại lục ngũ hành. Tôi sẽ bảo người ở trong đó bắt đồng đội của Diệp Bắc Minh lại, tôi không tin cậu ta lại không chịu ra ngoài. Vậy ông còn chờ gì nữa? Cửu Kiêu thẳng tay ném Trần Vạn Lê đi. Trần Vạn Lê lăn mấy vòng dưới đất rồi nhanh chóng đứng dậy. Ông ta lấy từ trong ngực áo ra mấy viên thuốc rồi nuốt vào. Sau đó lại lấy ra một miếng ngọc bội truyền âm, Trương Vân Phi, Từ Ngạo. Hai người lập tức đi bắt tất cả những người có liên quan đến Diệp Bắc Minh. Buộc cậu ta phải rời khỏi hang động kia. Nếu như cậu ta không ra thì hãy giết chết tất cả những người có quan hệ với cậu ta. Dưới ngọn núi tuyết, Trương Vân Phi và Từ Ngạo đều sửng sốt khi nhận được tin tức. Hai người không hiểu tại sao Trần Vạn Lê lại đột nhiên tức giận như vậy. Hai người còn hỏi một câu, thần sử Trần. Ông chắc chắn chứ? Trần Vạn Lê nổi giận đùng đùng, chút hết cơn phẫn nộ lên hai người, đệt. Ông đây giống như đang đùa giỡn với các người sao? Cho các người một giờ, nếu như các người không làm được. Các người hãy đi chết cùng Diệp Bắc Minh đi. Giọng nói biến mất, liên lạc bị cắt đứt. Đôi mắt của Trương Vân Phi và Từ Ngạo lập tức đỏ bừng. Ánh mắt tối sầm lại, mang theo sát ý lạnh như băng nhìn chăm chằm Chu Nhược Giai, Hầu Tử, Long Khuynh Vũ. Mặc, Đinh Đinh, cùng nhau tấn công, bắt hết bọn họ. Hai người đột nhiên gây khó dễ, khí tức của cảnh giới chân thần đỉnh phong bùng nổ. Những người thu võ gần đó giật mình, vội vàng lui về phía sau. Hai luồng sát ý lạnh như băng phong tỏa bốn người Chu Nhược Giai, Hầu Tử, Long Khuynh Vũ, Mặc Đinh Đinh. Các người định làm gì? Hầu Tử nhanh chóng phản ứng lại, đứng ngăn trước mặt ba người phụ nữ. Suốt. Trương Vân Phi trực tiếp ném cây thương dài ra, Hầu Tử căn bản không kịp tránh né. Xuyên qua ngực và đóng đinh xuống đất. Chu Nhược Giai và những người khác thấy vậy kêu lên một tiếng, vừa định ra tay giúp đỡ. Từ Ngạo ném ba sợi xích sắt ra, như dao long quấn lấy nhau. Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mặc Đinh Đinh trong nháy mắt bị khống chết. Làm sao bây giờ, Trương Vân Phi nói. Hai mắt Từ Ngạo đỏ lên, anh không nghe được Trần Vạn Lê nói sao. Nếu như Diệp Bắc Minh không rời khỏi hang động kia ồ, thì chúng ta sẽ phải chết cùng anh tai. Hiện tại chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Vừa dứt lời, Từ Ngạo giơ tay lên nắm lấy ba sợi dây xích. Một bước bay lên không trung, hướng về phía hang động hét lớn, Diệp Bách Minh, tôi biết anh có thể nghe được giọng nói của tôi. Tôi cho anh thời gian 100 hơi thở, nếu như anh không cút ra khỏi hang động này. Tôi bảo đảm không chỉ ba người phụ nữ của anh chết vì nhục nhã, mà ngay cả anh em của anh cũng sẽ chết vô cùng thê thảm. 1, 2, 3. Từ Ngạo bắt đầu đếm. Bên trong hang động, sắc mặt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, chuẩn bị mở cửa đá đi ra ngoài. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc. Con, cho dù bây giờ cậu đi ra ngoài có thể cứu được bọn họ thì cũng không phải đối thủ của hai con Hắc Long liên thủ kia đâu. Chẳng lẽ muốn thấy Nhược Giai và đám người Hầu Tử chết thảm sao? Diệp Bắc Minh nắm chặt quả đấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ một chút, trước tiên đừng suy xét nhiều như vậy, cứ dung hợp xương chí tôn trước rồi nói sau. Nếu bọn họ thực sự giết người, bổn tháp bảo đảm sẽ ra tay. Được Diệp Bắc Minh gật đầu đồng ý. Ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp bắt đầu dung hợp xương chí tôn. 97, 98, 99, 100.
100 hơi thở trôi qua nhưng cửa hang vẫn không hề có động tĩnh gì. Sắc mặt Trương Vân Phi trở nên khó coi, đệt, anh thực sự cho rằng tôi không dám giết người sao? Giơ tay lên tung chiêu, cây thương dài đang ghim hầu tử rơi vào lòng bàn tay của Trương Vân Phi. Trước tiên giết chết anh em của anh, để xem anh có phản ứng hay không. Hầu tử căn bản không sợ hãi, bật cười thành tiếng nói ha 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 ha, anh Diệp, bên ngoài rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng ra ngoài. Nếu như tên này giết tôi thì sau này anh có thể báo thù cho anh em là được. Đến đây, Vương Khinh Hậu tôi không sợ chết, tự tìm cái chết. Vẻ mặt Trương Vân Phi đầy giận dữ, cổ tay run rẩy, chuẩn bị giết chết hầu tử. Đột nhiên, Từ Ngạo ngăn cản nói, sao vậy? Trương Vân Phi dừng lại, hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn về phía Từ Ngạo. Vẻ mặt Từ Ngạo đầy nham hiểm, đừng giết thằng nhóc. Này vội, còn có ích với tôi. Ôm Trương Vân Phi nghỉ hoặc nhìn anh ta, chỉ thấy Từ Ngạo khoát tay, bốn viên thuốc màu đỏ lần lượt xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta, chúng phóng ra và rơi. Vào trong miệng đám người Chu Nhược Giai, hầu tử. Một luồng sức mạnh đánh úp đến, ánh mắt của bốn người trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Đây là thuốc mê hồn, nam hay nữ gì sau khi ăn xong thì trong cơ thể đều sẽ bùng nổ thú tính. Để anh em của Diệp Bắc Minh chơi đùa với người phụ nữ của anh ta, chẳng lẽ anh ta còn có thể nhịn được sao? Từ Ngạo nhếch miệng cười tâu toét. Trương Vân Phi không nhịn được cảm thán, thật cao thâm. Cho dù Diệp Bắc Minh nhịn được, anh em sinh tử lại yêu thương người phụ nữ của mình. Tôi không tin anh ta không bộc phát tâm mai. Sắc mặt của những người tu võ đang xem náo nhiệt gần đó khẽ thay đổi. Người tu võ một khi sinh ra tâm ma thì con đường võ thuật cũng sẽ bị phá hủy. Dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy, quả thực quá độc. Ác, cho dù phải đối phó với Diệp Bắc Minh thì cũng không cần phải làm như vậy chứ. Chẳng lẽ không thể sử dụng những thủ đoạn quang minh chính đại sao? Một số người tu võ cau mày. Bọn họ đều là những đứa con kiêu ngạo của trời trong thế giới của từng người. Niềm kiêu ngạo cơ bản nhất vẫn phải có. Dám bàn tán về tôi, tự tìm cái chết, Trương Vân Phi cười lạnh. Xông vào trong đám đông, cây thương dài trong tay đóng đỉnh những người vừa bàn tán về anh ta đến chết. Những người tu võ còn lại hít một hơi khí lạnh, sợ hãi lui về phía xô. Cùng lúc đó, Từ Ngạo lấy một cái lồng giam thật lớn ra rồi ném bốn người vào trong. Đôi mắt của hầu tử tràn đầy lửa, dã thú trong cơ thể dường như sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Sắc mặt của ba người Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mặc Đình Đình ửng đỏ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Bên trong sơn động, Nguyễn Thanh Từ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, anh Diệp, không ổn rồi. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng. Cơn giận dữ ngút trời trào dâng trong lòng. Một đạo ánh sáng máu phun ra trên khoảng không của đỉnh đầu, ngưng tụ thành một hộp sọ đẫm máu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hét lớn một tiếng, nhóc con, giữ vững tâm trí, tuyệt đối đừng để tẩu hỏa nhập meo. Đệt, tiểu tháp, hai người này đáng chết, Diệp Bắc Minh gầm lên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, xương chí tôn đã dung hợp được một nửa. Hiện tại những gì cậu có thể làm chính là tin tưởng vào ý chí của người anh em này. Tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc. Nghe lời bổn tháp, tập trung tinh thần, dung hợp xương chí tôn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong lồng giam, trong mắt của hầu tử đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy, cô Chu, cô Long, cô Mặc, nếu như lát nữa tôi có làm ra chuyện xấu gì, thì xin các người cứ trực tiếp giết chết tôi. Ba người lắc đầu, hầu tử, đừng nói những lời ngu ngốc, cố gắng chịu đựng. Trương Vân Phi cau mày, đã qua 15 phút, thằng nhóc này thật có thể chịu đựng được sao? Từ Ngạo cười lạnh, không thể nào. Không ai có thể chống lại uy lực của thuốc mê hồn. Một giây tiếp theo, hầu tử gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu. Đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ba người Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mặc Đình Đình như con dã thú. Miệng to thở hổn hển, từng bước đi về phía ba người họ. Từ Ngạo khẽ cười, xem kìa, kịch hay sắp bắt đầu. Trương Vân Phi chép miệng một cái, đáng tiếc, ba người phụ nữ này đều là cực phẩm, có lời cho thằng nhóc này rồi. Hầu tử nhanh chóng lao tới trước mặt ba người. Đột nhiên, anh ta gầm nhẹ một tiếng, tôi thực sự đáng chết. Anh ta giơ tay lên và đánh mạnh vào chân mình, có một âm thanh giòn giã vang lên, xương cốt của hai chân nổ tung. Cơn đau đớn khiến hầu tử tạm thời tỉnh táo lại,
anh ta dùng hết sức lực cuối cùng để leo lên mép của lồng giam. Hai tay đâm xuyên qua khe hở trong lồng, lại vang lên tiếng răng rắc giòn giã. Là một người tàn nhẫn, vậy mà có thể phế đi hai tay hai chân của mình. Nếu tôi có anh em như vậy thì có chết cũng không tiếc. Những người tu võ đang xem cuộc chiến đều sôi nổi cảm thán. Ánh mắt nhìn về phía hầu tử càng thêm khâm phục, vẻ mặt của Trương Vân cực kỳ khó coi, từ ngạo, không phải anh đã nói không ai có thể chống đỡ được hiệu lực của thuốc mê hồn sao? Từ ngạo cũng rất buồn bực, tôi cũng không ngờ thằng nhóc này lại tàn nhẫn như vậy. Lại dám tự phế bản thân cũng không muốn chạm vào ba người phụ nữ kia. Sắc mặt của anh ta trở nên âm trầm, nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp khác thôi. Từ ngạo trực tiếp mở cửa lồng giam ra, xoay người nhìn về phía những người thu võ đang có mặt, mọi người, ai băng lòng tiến vào lồng giam để hầu hạ thật tốt. Ba cô gái này thì từ nay về sau chính là bạn của từ ngạo tôi. Chỉ cần từ ngạo tôi tiến vào thần giới thì ít nhất sẽ cho các người thân phận người hầu của thần. Bùm! Vừa dứt lời, trong đám đông, ánh mắt của không ít người u võ dưới cảnh giới đế tôn đột nhiên đỏ bừng. Không bàn đến dung mạo và khí chất của Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mạc Đình Đình. Quan trọng hơn là thân phận người hầu của thần. Chỉ cần từ ngạo tiến vào thần giới, bọn họ cũng có thể đi theo cùng tiến vào thần giới. Nhưng hậu quả duy nhất chính là có thể sẽ đắc tội với Diệp Bắc Minh. Nhưng như vậy thì tính là gì? Diệp Bắc Minh đang núp trong sơn động, còn đắc tội với giới Long Vương của Đại Lục Ngũ Hành. Một khi rời khỏi sơn động thì đó sẽ là ngày chết của anh. Tôi đến. Còn tôi nữa. Tôi bằng lòng sống chết đi theo anh từ ngạo. Chết dưới hoa mẫu đơn, cho dù thành quỷ cũng phải phong lưu. Ba người phụ nữ này thực sự quá xinh đẹp quyến rũ. Mười mấy người đàn ông chen ra khỏi đám đông, lao về phía lồng giam như sói đói. Bên trong lồng giam, ba người Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mạc Đình Đình nghiến chặt răng, run rẩy lui vào trong góc. Cho dù chết cũng không thể. Chu Nhược Giai đã quyết định, một khi có đàn ông bước vào lồng giam thì cô sẽ lập tức tự sát. Tôi muốn người này của tôi. Ha ha ha, tôi muốn tất cả. Mười mấy người tu võ lao đến, đã không kiềm chế được tâm trạng kích động của mình. Từ ngạo quay đầu nhìn về phía sơn động. Thằng nhóc này quả thực có thể nhẫn nhịn, thậm chí cũng không đi ra ngoài. Trương Vân Phi cười nhạt, xem ra anh ta đã chuẩn bị từ bỏ những người phụ nữ của mình. Đột nhiên, một tiếng động lớn chấn động trời đất truyền tới, trái tim mọi người đồng thời run lên, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi tuyết. Thoạt nhìn, con người không khỏi co rút kịch liệt. Chỉ thấy một vòng xoáy màu đỏ đáng sợ ngưng tụ trên đỉnh núi tuyết. Năng lượng trong trời đất điên cuồng ngưng tụ lại. Hoàn toàn chìm vào trong hang động, nơi mà Diệp Bắc Minh đang ở. Một giây tiếp theo, có một tiếng nổ thật lớn vang lên, một luồng sáng máu đáng sợ nổ tung. Sâu trong ánh sáng đẫm máu, một người đàn ông bước ra, các người thật đáng chết. Đặc biệt là tay trái của anh, đầy mạch máu nổi lên như những con run đất. Con người của Trương Vân Phi co rút lại, Diệp Bắc Minh, anh ta đi ra ngoài rồi sao? Mí mắt từ ngạo giật mạnh, sao lại thế này? Hơi thở của anh ta lại trở nên đáng sợ như vậy. Rốt cuộc anh ta đã trải qua chuyện gì? Trước khi hai người họ kịp phản ứng lại. Vèo. Một đạo huyết ảnh bay nhanh tới, kèm theo một tiếng loảng xoảng lớn vang lên. Chiếc lồng giam Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mạc Đình Đình, hầu tử nổ tung. Một người tu võ xông lên phía trước lập tức hóa thành một màn xương máu ngay tại chỗ. Chạy mau đi. Khi những người thu võ còn lại thấy vậy thì xoay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh duỗi tay trái ra, tung một cú. Phụt, 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 tất cả những người thu võ vọng tưởng muốn dây dưa với ba người phụ nữ Chu Nhược Giai đều hóa thành một màn xương máu. Một giây kế, Diệp Bắc Minh xoay người lại nhìn mấy người kia, bỏ một viên thuốc vào trong miệng bọn họ. Chiếc kim bạc hạ xuống. Mọi người cuối cùng cũng trở lại bình thường. Mau cứu hầu tử. Diệp Bắc Minh bước tới trước mặt hầu tử, chữa lành vết thương cho anh ta. Hầu tử nhếch miệng cười tâu toét, anh Diệp, anh không cần mỗi lần đều chơi đến cực hạn đấy chứ. Hù chết tôi rồi. Chỗ sâu trong đôi mắt Diệp Bắc Minh khế động, thở phào. Nhẹ nhõm, hầu tử, vết thương của anh sẽ không ảnh hưởng tới con đường võ đạo. Nói nhảm, tôi cũng không phải kẻ ngốc.
Hầu tử Khế mỉm cười, tôi chỉ đánh gãy tay chân của mình nên không thể cử động được thôi. Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ hủy hoại bản thân sao? Hầu tử càng mỉm cười nhẹ nhàng thì lửa giận trong mắt Diệp Bắc Minh càng thêm bộc phát. Anh ta yên lặng gật đầu, xoay người nhìn về phía Trương Vân Phi, Từ Ngạo, các người đều đáng chết. Một khí tức tử vong tấn công tới, hai người không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước. Vẻ on, Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, tấn công hai người họ như thần chết. Loài người, cuối cùng cậu cũng chịu ra tay, trả lại mạng sống cho đứa nhỏ của tôi. Một giây kế tiếp, trên bầu trời vang lên một giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng. Hai con hắc long từ trên trời cao lao xuống, trực tiếp ra tay với Diệp Bắc Minh. Đuổi giết tôi lâu như vậy, thực sự cho rằng tôi dễ bị bắt nạt sao? Giới Long Vương, nổ tung đi! Diệp Bắc Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Tung ra một cú đấm. Trong khoảnh khắc tay trái tiếp xúc với Giới Long Vương, bùm! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, máu tươi bay đầy trời. Thân hình cao mấy trăm mét của Giới Long Vương lại, nổ tung, bị một cú đấm của Diệp Bắc Minh đánh bại. Ông trời của tôi ơi! Những người tu võ có mặt ở đây sợ hãi đến mức không? Nói nên lời, trái tim suýt chút vỡ tung. Cảnh tượng này đáng sợ đến mức Trương Vân Phi và Từ Ngạo đều đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng hít khí lạnh. Tên này có còn là con người không? Đây chính là Giới Long Vương. Lại bị một cú đấm của anh đánh cho vỡ tung. Lúc này, hai người hoảng sợ đến mức đôi mắt gần như muốn nổ tung, trong hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đài Phong Thần, trước màn hình thủy tinh. Cái gì? Sao thằng nhóc này có thể làm được vậy? Mấy chục vị thần sử gần như đồng thời nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin được. Vương Nguyên không ngừng hít khí lạnh, chị Thất Tình, người đàn ông mà chị thích thực sự rất dũng mãnh. Cơ thể mềm mại của Thất Tình không ngừng run rẩy, há miệng thở dốc. Không thể nói một lời nào. Hạ gục Giới Long Vương chỉ bằng một cú đấm, như một giấc mơ vậy. Giang Nhiên cảm thấy nghẹt thở, run rẩy, chính là anh ta đã giết chết em trai của tôi sao? Đôi mắt của Câu Kiêu tanh đỏ, tràn đầy tia máu, cực kỳ đáng sợ, ông không cảm thấy tay trái của trên nhóc này có vấn đề sao? Không phải hẳn lợi hại, mà là cánh tay trái đó của cậu ta. Trong thời gian ở trong động, chẳng lẽ cậu ta đã có được kỳ ngộ ư? Tay trái. Lúc này Giang Nhiên mới chú ý đến tay trái của Diệp Bắc Minh. Đỏ tươi như máu. Hắn bỗng phản ứng lại, xương chí tôn, nhất định là xương chí tôn. Nghe nói có một khúc xương chí tôn rơi xuống đại lục ngũ hành, chẳng lẽ tên nhóc này gặp được thật ư? Chỉ trong chút thời gian vừa rồi, cậu ta đã dung hợp xương chí tôn. Các thần sử khác đều chấn kinh. Ánh mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm cánh tay của Diệp Bắc Minh trong hình ảnh. Câu Kiêu gật đầu mạnh, xem ra là đúng như vậy. Có điều, có lẽ cậu ta không hoàn toàn dung hợp xương chí tôn. Nếu hoàn toàn dung hợp thành công, thì không phải trạng thái này. Bỗng nhiên, Đài Phong Thần rung lên dữ dội, giống như động đất. Cùng lúc đó, tất cả võ giả trong đại lục ngũ hành cảm thấy cơ thể mất thăng bằng. Cho đến khi mở mắt ra, lại đều bị truyền tống về Đài Phong Thần. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải là một tháng ư? Sao chúng ta lại ra trước rồi? Mọi người nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Diệp Bắc Minh cau mày, Tiểu Tháp, có chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, cậu nhóc, cậu đánh chết Giới Long Vương của đại lục ngũ hành. Pháp tắc của đại lục ngũ hành mất liệu lực, đương nhiên các cậu bị đưa ra ngoài rồi. Vậy ư? Diệp Bắc Minh hơi suy nghĩ. Liền sau đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ trên không trung Đài Phong Thần dao động. Xuất hiện từng cánh cửa truyền tống vị diện liên tiếp. Sau đó, vô số bóng hình đi ra từ bên trong. Ông lão sắc mặt uy nghiêm. Người đàn ông trung niên khuôn mặt vuông chữ điền. Còn có phụ nữ mặc cung trang. Trên người mỗi một người đều mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ. Tham kiến cổ trưởng lão. Lão Khâu, sao ông lại đến đây? Hàng chục thần sử đều tiến lên. Vương Nguyên cắn đầu lưỡi. Nhìn chằm chằm một người đàn ông trung niên và cô gái bên cạnh cha, tỷ tỷ. Đôi mắt Ngư Thất Tình nghiêm trọng, nhìn người đàn ông khuôn mặt vuông chữ điền, bố. Câu Kiêu, xương chí tôn đang ở đâu? Giang Nhiên, các người không nói đùa chứ? Thực sự phát hiện ra xương chí tôn ư? Một ông lão khô gầy hốc mắt sâu hoảm,
và cả một người đàn ông râu quai nón xong đến bên cạnh hai người Câu Kiêu và Giang Nhiên. Vẻ mặt gấp gáp truy hỏi. Câu Kiêu và Giang Nhiên quay sang nhìn nhau một cái, ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh. Soạt, ánh mắt của những người còn lại cũng đều khóa chặt Diệp Bắc Minh. Ông lão khô gầy nhìn chăm chăm tay trái của Diệp Bắc Minh như nhìn thấy chí bảo, xương chí tôn chưa hoàn toàn được dung hợp, trực tiếp chém gãy cánh tay của kẻ này, lấy xương chí tôn về. Người đàn ông râu quái nón cười lạnh lùng một tiếng, là một xương tay chí tôn hoàn chỉnh. Giá trị thực sự quá lớn, cậu nhóc, lấy lại đây đi. Người đàn ông râu quái nón tỏ vẻ mặt đầy bá đạo. Bước một bước đứng phía trước Diệp Bắc Minh, thô bạo tóm về phía tay trái của anh. Trông có vẻ hẳn như muốn trực tiếp giật đứt bàn tay của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lùi lại một bước, vừa hay né được đòn này. Người đàn ông râu quái nón tóm trượt, sắc mặt lập tức sầm xuống, nhóc con, trước mặt Lục Duệ tao, mày còn dám tránh. Tao cho mày tránh này. Khí tiêu sát bùng phát, lật cổ tay, trực tiếp tóm cổ họng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sầm mặt, tay trái trực tiếp tung ra một quyền. Phập, một tiếng vang lên. Lục Duệ bị đánh bay đi, bàn tay trực tiếp nổ tung. Đây chính là sức mạnh của xương chí tôn. Ông lão khô gầy nheo mắt lại, không những không nổi giận, ngược lại còn vui mừng. Sau đó, ánh mắt của những người từ thần giới giáng xuống cũng đều kích động đến nhìn lên tay trai của Diệp Bắc Minh. Mày, chết! Trên khuôn mặt Lục Duệ hiện lên vẻ giận dữ. Tuy một quyền này không phải là sức mạnh của bản thân Diệp Bắc Minh, hắn bị thương do xương chí tôn đánh. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại bị một người phàm hạ giới đánh thương. Tuyệt đối không thể chấp nhận. Lúc này, khí tức của Lục Duệ bùng phát toàn diện, phút chốc bao trùm cả đài phong thần. Thụp, thụp, thụp. Có đến hàng vạn võ giả bị ép đến quỳ dưới đất, khuôn mặt Lục Duệ đầy sát ý. Một thanh bảo đao hắc kim chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh, nhóc con, mày tiếp tục tránh tao xem. Đường đao chém này hoàn toàn khóa chặt tất cả đường lui của Diệp Bắc Minh. Giống như đao diệt thế. Vãi! Trong lòng Diệp Bắc Minh nổi lên lửa giận sôi sục, tiểu tháp, ra tay giết hắn cho tôi. Cái gì vậy? Từ lúc Lục Duệ xuất hiện chưa đến một phút, không những muốn chém đứt tay trái đã dung hợp xương chí tôn của anh. Lại còn muốn trực tiếp giết anh. Người đến từ thần giới thì đã làm sao? Ức hiếp người quá rồi. Được, trong vòng 100 mét không có cấp thần hoàng. Tôi sẽ trực tiếp lợi dụng xương chí tôn bùng phát, tháp càn khôn chấn ngục trả lời dứt khoát nhanh gọn. Đúng lúc tháp càn khôn chấn ngục chuẩn bị ra tay. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lục Duệ, từ lúc nào đài phong thần do vạn thần tông các người làm chủ vậy? Nghe thấy giọng nói này, đôi mắt của Lục Duệ bỗng mở o. Mười mấy người đám ông lão khô gầy cùng quay đầu. Phía sau xuất hiện một cánh cửa giới diện, một đôi thanh niên nam nữ mặc chiến giáp đi ra từ bên trong. Lục Duệ vội vàng thu đao, lập tức lộ ra nụ cười nịnh bợ, thì ra là hai vị đại nhân Thanh Anh, Hồng An Hy. Rồi quay đầu chỉ vào Diệp Bắc Minh, kẻ này quá cuồng ngạo, lại dám ra tay với tôi. Kẻ này không chết khó khiến người người phục, xin đại nhân minh xét. Thanh Anh cười lạnh lùng một tiếng, làm sao? Anh tưởng bản tọa không nhìn ra anh muốn xương chí tôn trong tay anh ta sao? Kẻ này, điện thần hoàng tôi nhìn chúng rồi. Cái gì? Lục Duệ sợ đến chừng mở to đôi mắt. Ông lão khô gầy tỏ vẻ mặt không dám tin. Đôi mắt của hai người Giang Nhiên, Câu Kiêu bỗng trở nên vô cùng rực lửa, ánh mắt đó vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Hận không thể trực tiếp nuốt gọn Diệp Bắc Minh. Trương Vân Phi trốn phía sau Trần Vạn Lê, không nhịn được hỏi, Trần Thần Sử, Điện Thần Hoàng là nơi nào? Trần Vạn Lê cất giọng run run, căn cơ của Điện Thần Hoàng vô cùng đáng sợ, hơn nữa cực kỳ ít người có thể gia nhập Điện Thần Hoàng. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ cần là người gia nhập Điện Thần Hoàng, cuối cùng đều sẽ tiến vào cảnh giới Thần Hoàng. Nếu Diệp Bắc Minh gia nhập Điện Thần Hoàng. Nói đến đây, Trần Vạn Lê sợ đến sắp khóc, tương đương với anh ta chắc chắn có thể tiến vào Thần Hoàng, hơn nhất chắc chắn có thể trở thành Thần Hoàng. Trương Vân Phi và Từ Ngạo sợ đến cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch. Vương Nguyên nén thấp giọng, bố, chị, đây chính là Diệp Bắc Minh mà con nói với hai người. Anh ta ở cảnh giới hư vương có thể đánh bại con, vốn dĩ còn muốn bảo hai người lôi kéo anh ta gia nhập nhà họ Vương. Bây giờ xem ra hết cơ hội rồi. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Vương Tư Đạo chưa từng rời khỏi Diệp Bắc Minh.
Vương Yên Nhi ở một bên cũng tỏ vẻ mặt chấn kinh. Cảnh giới hư vương đã có thể đánh bại cảnh giới chân thần, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngư Thất Tình thở dài một tiếng đã đồng ý gia nhập nhà họ Ngư. Bố à, vốn dĩ cậu Diệp. Bây giờ điện thần hoàng xen ngang giữa đường, sợ rắng. Ngư Chính Dương cau mày, chẳng phải con nói cậu ta đã bị phế rồi sao? Nếu gia nhập điện thần hoàng, vậy thanh kiếm đó. Trong lúc mọi người thể hiện thái độ khác nhau. Thanh Anh nhìn sang Diệp Bắc Minh, mỉm cười nói, Diệp. Bắc Minh, anh đồng ý gia nhập điện thần hoàng không? Cả hiện trường lập tức yên tĩnh. Tất Sia mọi người nín thở, đợi Diệp Bắc Minh gật đầu. Liền sau đó, một cảnh khiến tất cả mọi người không dám tin xảy ra. Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, xin lỗi, tôi từ chối. Cái gì, anh ta từ chối? Mọi người cùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đúng là không dám tin vào tai mình. Tốt, quá tốt rồi, Lục Duệ kích động nhảy lên. Tên nhóc này. Vương Tư Đạo suýt nữa cắn vào lưỡi. Vương Yên Nhi véo tai của em trai Vương Nguyên, Tiểu Nguyên, chẳng lẽ cậu Diệp này đầu óc có vấn đề. Vương Nguyên nuốt nước miếng, em cũng không biết. Cậu Diệp, Ngư Thất Tình thộn người. Cho dù là cô ta, chỉ cần nhận được lời mời của Điện Thần Hoàng cũng không hề do dự đồng ý. A, à, Trương Vân Phi và Từ Ngạo trực tiếp òa khóc, có một cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Chỉ cần Diệp Bắc Minh không gia nhập Điện Thần Hoàng, họ còn có một cơ hội sống. Nụ cười trên khuôn mặt Thanh Anh cứng lại, cô gái Hồng Anh ở một bên không nhịn được lên tiếng, Diệp Bắc Minh, anh biết gia nhập Điện Thần Hoàng nghĩ là gì không? Diệp Bắc Minh cười, vừa nãy bọn họ bàn tán, tôi cũng biết đại khái rồi. Vậy tại sao anh từ chối? Hồng Anh cau chặt mày. Diệp Bắc Minh nhả ra ba chữ, tôi không thích, anh, Thanh Anh, Hồng Anh cùng nghẹn lời. Những người khác ở hiện trường, càng mở to đôi mắt trắng. Diệp Bắc Minh còn có một lý do. Điện Thần Hoàng chắc chắn có rất nhiều thần hoàng. Chẳng may lúc anh ra tay, trong vòng 100 mét có người cảnh giới thần hoàng, chẳng phải tiểu tháp rất dễ bị lộ ư. Tai của Thanh Anh, Hồng Anh khẽ động đậy, như có người truyền âm. Liền sau đó, hai người cùng gật đầu, được, anh đã lựa chọn như vậy, chúng tôi không cần nhiều lời. Tùy anh có thể gia nhập thế lực khác. Nói xong, quay người bỏ đi, cả đài phong thần tĩnh lặng. Đáng tiếc, tên nhóc này đã phí một lần cơ hội một bước lên trời. Đó là Điện Thần Hoàng đó, tôi ở thần giới bao nhiêu năm nay cũng không nghe nói có người từ chối gia nhập Điện Thần Hoàng. Ôi mẹ ơi, cơ hội mà bao nhiêu người cả đời cũng không có được, mà tên nhóc này lại từ chối. Vãi! Đám thần sử này tức đến dậm chân. Các võ giả khác, tuy không hiểu Điện Thần Hoàng có nghĩa là gì. Nhưng cũng biết Diệp Bắc Minh đã từ bỏ cơ hội một bước lên trời. Trong lúc mọi người thấy đáng tiếc, hai giọng nói sợ hãi vang lên, anh muốn làm gì? Soạt, ánh mắt của mọi người đều dồn qua. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đã đứng trước người Trương Vân Phi, Từ Ngạo, nói đi, tôi không thù không oán với các NHTL. Tại sao phải đối xử với phụ nữ của tôi và anh em của tôi như vậy? Phụ nữ và anh em của tôi? Mạc Đình Đình sớm đã nghĩ mình là người phụ nữ của Diệp Bắc Minh, Long Khuynh Vũ thì khác. Nghe thấy Diệp Bắc Minh nói như vậy, trong lòng xúc động, chẳng lẽ anh ấy coi mình là người phụ nữ của anh ấy. Nhưng, mình và anh ấy vẫn chưa làm gì mài. Rồi có chút xấu hổ nhìn trộm khuôn mặt nghiêng của Diệp Bắc Minh một cái. Lúc này, trong mắt hai người Trương Vân Phi và Từ Ngạo chỉ có tử thần đòi mạng. Còn trong mắt Long Khuynh Vũ, thì anh quá đẹp trêu không ai sai khiến. Từ Ngạo muốn cứng miệng, nhưng vừa lên tiếng, bốp, Diệp Bắc Minh đã tát một cái qua, đánh cho Từ Ngạo bay đi. Nửa bên mặt nứt ra, 32 chiếc răng rơi hết xuống đất, cả người thoi thóp thở. Chỉ còn lại một hơi thở. Trương Vân Phi sợ đến thụp một tiếng quỳ xuống đất, cậu Diệp tha mạng. Tôi cũng không muốn. Đầu là Trần Vạn Lệ uy hiếp chúng tôi, nếu chúng tôi không đối phó anh. Toàn thân Trương Vân Phi run lên. Giọng mếu máo giải thích, hắn sẽ bắt chúng tôi chết theo. Ồ, Diệp Bắc Minh gật đầu. Bàn tay ép xuống dưới, hai người Trương Vân Phi và Từ Ngạo lập tức hóa thành xương máu. Liền sau đó, chuyển ánh mắt, lên sang Trần Vạn Lê, quả nhiên là mày. Trần Vạn Lê sợ đến run lập cập, không nhịn được lùi lại mấy bước. Rồi nghĩ lại, mẹ kiếp, mình là thần sử mà.
Hai vị trưởng lão của Vạn Thần Tông có ở đây, hắn sợ cái gì? Liền ưỡn ngực quát nói, Diệp Bắc Minh, chỉ dựa vào lời của hai người chết này, cũng có thể coi là chứng cứ hả? Không băng không chứng mày đừng đổ oan cho người tốt. Diệp Bắc Minh cười, vậy sao? Bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trước người Trần Vạn Lê. Tay trái Chí Tôn bóp về phía cổ họng của hắn. Trần Vạn Lê ra tay chống cự, lúc hai cánh tiếp xúc với tay trái Chí Tôn liền hóa thành xương máu, cổ họng bị Diệp Bắc Minh bóp chặt. Hai chân rời khỏi mặt đất. Cảm giác khó thở truyền đến. Trần Vạn Lê đỏ rực con mắt gầm lên, hai vị trưởng lão cứu tôi. Ông lão khô gầy quát lên, Diệp Bắc Minh, cậu thật to gan, dám ra tay với đệ tử của cung Vạn Thần tôi. Lục Duệ âm lạnh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nhóc con, mày không sợ chết thật hả? Câm miệng. Diệp Bắc Minh quay đầu, lạnh lùng nhìn hai người một cái, còn dám nhiều lời một câu, tôi giết cả hai người. Vãi đám người Vương Tư Đạo, Vương Yên Nhi, Vương Nguyên, Ngư Thất Tình, Ngư Chính Dương và cả các thần sử khác của thần giới. Toàn bộ trưởng lão của các tông môn khác cũng không nhịn được mắng một câu. Tên nhóc này quá to gan rồi, lại dám uy hiếp hai vị trưởng lão của Vạn Thần Tông. Cậu, ông lão khô gầy tức đến bờ vai run lên, đúng là sỉ nhục trần trụi. Lục Duệ bước ra một bước, định ra tay với Diệp Bắc Minh. Khoan đã, ông lão khô gầy tóm Lục Duệ lại. Lục Duệ quay đầu, ông lão khô gầy nhìn trong đôi mắt của ông ta đầy tia máu tanh đỏ. Lâm trưởng lão, chúng ta có thân phận gì, có thể bị hắn sỉ nhục như vậy sao? Vãi, hôm nay tôi không giết hẳn, sau này Lục Duệ tôi sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Lâm Trọng Sơn cất giọng băng lạnh, đừng quên, vừa nấy Điện Thần Hoàng đã đưa cánh tay hữu nghị với cậu ta. Bây giờ ông giết cậu ta, cũng là đánh vào mặt Điện Thần Hoàng. Việc này, Lục Duệ lạnh run trong lòng, giống như bị dội một chậu nước lạnh. Cơn lửa giận lập tức bị dập tắt. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.